Sao Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em giới thiệu các bác tiếp một con máy rửa bát Panasonic TL6. Ở thời điểm này máy rửa bát nó khá là rẻ các bác nhé. Bác nào nhà chưa có thì mình tranh thủ sắm một chiếc tặng vợ con rất là ý nghĩa đấy ạ. Cái máy rửa bát hàng ngày mình ăn cơm 3 bữa, dùng rất là thích, rửa rất là tiết kiệm điện nước các bác ạ. Hàng Nhật mà, cho nên các bác yên tâm về điện nước nhé. Mỗi lần rửa hết nửa số điện và 11 lít nước thôi. Nếu mà tính về nước thì ít hơn mình rửa tay rất là nhiều. Điện thì vào mùa đông các bác rửa bằng máy thì còn tiết kiệm hơn cả rửa tay đấy ạ. Một con TL6 khá là đẹp. Đẹp quá nha. Hình thức ok, ngon lành, sạch đẹp. Đã làm trắng trẻo hết rồi. Đây, mặt mũi sáng sủa. TL6 lưng hông đẹp, sản xuất 2013. Các bác lưu ý nhé, là cái hàng Nhật này này, họ chỉ dùng trong nước họ khoảng đôi 3 năm thôi. Chứ là 2013 hay là 2015, 17 hay là 2010, 2000 mấy thì... Một con máy rửa bát Nhật với đầy đủ công nghệ các bác nhé. Panasonic TL6 ở công nghệ EcoNavi thì nó là cái dòng công nghệ tiết kiệm điện Panasonic. Con này có hẹn giờ các bạn ơi, hẹn giờ 4 giờ nhé. Thời gian sấy thì nó có 30 phút này, 45-60 phút. Thường các bác rửa xong thì mình chỉ cần sấy 30 phút là nó đã là khô rồi. Vì nước nóng mà nó bay hơi rất là nhanh. Khi các bác bấm thêm cái đèn này này thì nó là thêm cái chế độ giữ khô bát đũa. Tức là khi mà mùa nồm của miền Bắc ấy, bát đũa các bác muốn khô cả ngày thì mình bấm đây thì thỉnh thoảng máy nó sẽ đốt để nó làm khô bát đũa. Mình bấm lần lượt thôi. Chạy. Cái này là thông gió nhé. Thông gió từ bên trong bên ngoài đỡ mùi. Tắt hết đèn thì là không sấy. Đây các chế độ rửa mà tiêu chuẩn. Rửa mạnh. Rửa nước nóng 80 độ C này. Có các chế độ rửa mạnh nhẹ các kiểu. Đèn có chế độ sấy riêng biệt là mình bấm đây này. Chỉ sấy thôi. Mình sấy bát đũa thôi. Khi mình sấy thì mình chọn thời gian 30 phút, 60 tùy. Đèn báo sấy này. Cái chu trình đèn báo rửa. Tắt nguồn này, bật nguồn, bắt đầu rửa, rất là dễ dùng thôi ạ. Bên trong này các bạn này, đấy, xếp khoảng 12 bát con nhé, 6 cái cốc, đũa bát, thìa này, đĩa này, 6 bát ô tô. Chiếc này bán là 3 triệu rưỡi nhé, bảo hành 1 năm, giá chưa kỳ vận chuyển, chưa biến áp. Bác nào lấy các ba lô cho em nhé, chào các bác.